Số 1. Tiếng động là ở sau nhà. Một đoạn video bí ẩn được hai người đàn ông quay lại bên trong chính ngôi nhà của họ. Theo như họ kể lại, vào tối hôm đó trong lúc đang cùng nhau chơi game trên lầu, thì họ đột nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ dưới lầu. Ban đầu họ không để ý mấy, nhưng sau một lúc tiếng động kia càng lúc càng lớn hơn, họ đã quyết định đi xuống nhà để kiểm tra xem những âm thanh lạ kia là gì. Và sau khi họ đi ra ngoài để kiểm tra, thì họ đã thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng sau. Man, maybe call. Yeah. She doesn't look right. Maybe call. Call like 000. Hello. Are you okay? Nah, I can't get through. Do you need help? Bạn có thể thấy, họ đã đi ra sau nhà để kiểm tra, thì ngay lúc này họ đã phát hiện một cô gái, cô ta đang đứng bất động ở đó. Họ đã từ từ đi đến gần để hỏi xem cô ta có cần giúp gì hay không, thì bất ngờ cô ta đã chạy đến và tấn công họ. Lúc này vì quá hoảng sợ, họ đã lập tức chạy vào nhà và nhanh chóng đóng cửa lại. Họ có nói rằng, trên người cô ta dính rất nhiều thứ gì đó giống máu. Và lúc đó cô ta đang rất giận dữ. Theo bạn, cô gái đã xuất hiện bên trong đoạn video trên là gì? Liệu rằng cô ta có phải là một thây ma hay không? Hay đây chỉ là một đoạn video dàn dựng? Bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Người phụ nữ bị ma nhập. Một đoạn video đáng sợ được một người dùng dấu tên chia sẻ. Theo như anh ta kể lại rằng, ngày hôm đó, nhà thờ nhận được lời cầu cứu của một gia đình. Họ cho biết rằng, người nhà của họ dường như đang bị thứ gì đó khống chế. Bà ấy liên tục la hét và có những biểu hiện rất giống như đang bị ma nhập. Sau khi người nhà đã đưa bà ta đến nhà thờ, tất cả mọi người đã đọc kinh để có thể xua đuổi thứ kia ra khỏi người bà ta. Và đây là toàn bộ sự việc ngày hôm đó. Mời các bạn cùng theo dõi. Bạn có thể thấy, người phụ nữ kia giống như đang có một linh hồn đang nhập vào cô ta vậy. Cô ta cảm thấy khó chịu khi mọi người đang đọc kinh trừ tà. Theo như mọi người ở đó nói rằng, lúc đó họ rất sợ rằng cô ta sẽ chạy đến và tấn công họ. Theo như thông tin mà tôi tìm hiểu được, người phụ nữ trên đã được cứu. Tuy cô ta vẫn còn đang rất hoảng loạn về những gì đang xảy ra, nhưng cũng rất may mắn là linh hồn kia đã bị xua đuổi. Theo bạn, những hành động bí ẩn của người phụ nữ trên là gì? Cô ta có thật sự đã bị một linh hồn nào đó sai khiến, hay đây chỉ là một số thay đổi tâm lý của con người? Bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3.
sinh vật là dưới tầng hầm. Một nhóm điều tra tâm linh đã đi vào một tầng hầm bỏ hoang để điều tra một sinh vật bí ẩn. Theo như thông tin mà họ tìm hiểu được, tầng hầm này trước kia đã từng có người nhìn thấy có một sinh vật rất đáng sợ đang trú ngụ ở đây. Một số công nhân đã từng xây dựng tầng hầm này cũng đã từng chứng kiến đồng nghiệp của mình bị sinh vật lạ kia tấn công. Sự việc trên chỉ mới xảy ra cách đây một năm, nhưng nó đã là nỗi khiếp sợ đối với người dân nước này. Ngày hôm nay, sau khi nghe được những tin đồn trên, một nhóm điều tra đã đi xuống tầng hầm này để tìm hiểu sự thật bên trong. Sau khi đến nơi và kiểm tra nơi này, thì họ đã vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng sau. Apa? Kalian mending mode naik kitchen. Kau lihat dulu. Coba lihat, kau lihat itu. Dan kaki tapi itu dia ada ini. Itu ngapain mau ditenggelamkan? Jangan main. Dia nggak akan macam-macam. Dia mau diapain sih dia? Dia mau ngambil jiwanya, dia mau ngambil raganya si anak. Dia tahu keberadaan kita tuh, cuma dia tahu ngurusin. Dia tahu keberadaan kita, cuma dia. Bạn có thể thấy, trong khi họ đang kiểm tra nơi này, thì bất ngờ họ đã nhìn thấy một thứ gì đó ở đằng xa. Họ đã tắt hết đèn pin và dùng một chiếc camera hồng ngoại để tránh bị sinh vật kia phát hiện. Như bạn cũng đã thấy, đó là một sinh vật rất bí ẩn. Nó mang trên người một bộ lông rất dài, và còn đáng sợ hơn là nó đang đứng cạnh một người đàn ông đang bị ngất xỉu. Họ rất muốn chạy đến để cứu người đàn ông kia, nhưng vì an toàn cho bản thân, họ đã rời khỏi đó và báo cho cảnh sát để xử lý vụ việc trên. Đây đúng là một cuộc gặp gỡ đáng nhớ của họ. Theo bạn, sinh vật bí ẩn đã xuất hiện bên trong đoạn video là gì? Đó liệu có phải là một sinh vật ngoài hành tinh hay không? Mong bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.